hay không việc lộ đề thi môn ngữ văn. Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng về nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kết thúc buổi thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sáng nay ngày 7 tháng 7, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về việc nhiều người thắc mắc có hay không việc lộ đề thi môn ngữ văn, ông Lê Mỹ Phong, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chắc chắn không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn. Những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa có rất ít, khoảng 4 đến 5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói trúng nội dung câu hỏi của đề thì mới gọi là lộ đề. Tuy nhiên, ông Phong cũng cho biết thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03, Bộ Công an để làm rõ. Trước đó, từ tối ngày 6 tháng 7, nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội đã công bố đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn văn có tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa và đề thi chính thức sáng nay đã ra đúng tác phẩm này. Đáng chú ý, khoảng 20 giờ tối qua ngày 6 tháng 7, một tài khoản có tên là Bùi Quang Cảnh đăng trong nhóm Trường Người Ta ảnh chụp đoạn tin nhắn trao đổi với fanpage chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề thi môn ngữ văn. Trường Người Ta là một nhóm công khai với hơn 2,7 triệu thành viên, trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên trên cả nước. Thông tin về đề thi văn đã thu hút hàng ngàn ý kiến, bình luận, hơn 6,6 ngàn lượt like. Không ít người cho rằng đây là thông tin thật nên đã tỏ ra bất ngờ, hào hứng, một số khác thì lo lắng, hai bài này em chưa học. Cũng có bình luận khẳng định đề thi chính thức là Chiếc thuyền ngoài xa. Trong khi đó, một tài khoản mạng xã hội khá nổi tiếng có tên là Kaito Kid tự giới thiệu là trộm đề thi trung học phổ thông quốc gia, với hơn 150.000 người theo dõi cũng đăng bài. Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc, đề thi chính thức là Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha. Bài viết này đã thu hút hơn 63.000 lượt bình luận, 18.000 lượt chia sẻ và hơn 115.000 lượt thích. Trong sáng nay, ông Nguyễn Sơn Minh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định với Tuổi Trẻ Online đây là thông tin giả mạo. Hiện Bộ đã vào kiểm tra.